Sao mà ăn ngố quá vậy? Ăn gì ăn đại đi. Thẩm chán trượng. Hả? Dậy dậy dậy. Trộn nhanh mà làm gì ghê trời. Sao vậy? Hay vậy ha 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 ha. Để em tự chạy về luôn trời. Qua qua qua, một buổi sáng tinh mơ thiệt là mát mẻ. Bà bầu dê dê quyết định là sẽ quay clip mới tiếp cho chị em xem luôn ha. Thì theo như yêu cầu của một bạn fan, bà dê thấy là bạn đó kêu Vê ơi thử thách 24 giờ mua đồ cho Gino đi. Mà hiện tại thì bà dê cũng đang cần mua đồ cho Gino nữa, nên tôi quyết định là sẽ thực hiện thử thách này cho mấy bà xem luôn nha. Ai không clip này thì đừng quên là nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh của bà dê. Bây giờ mình sẽ có 5 giây để nhấn nha các chị em. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Cái gì vậy trời? Theo như tôi tiên đoán thì đứa bé trong bụng là con trai. Ai chả biết chuyện đó. Đứa bé đang quay đầu xuống luôn. Cái gì vậy? Trời ơi, quá anh ơi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Để coi coi. Kim mộc thủy quả thổ. Nam nhâm đồng thí, trai từng gái quý, mậu kỷ bính đình. Ủa nhưng mà bê ơi, hôm nay nghe nói bà làm một cái clip là thử thách 24 giờ đi mua đồ cho Gino hả? Không sao nữa, em đã có chuẩn bị hết rồi. Ủa sao nhiều quá vậy? Trời đất ơi, cái này mới là 50% thôi đó anh. Còn 50% còn lại em để trong phòng rồi. Nói chung lần đầu làm mẹ chuẩn bị như vậy là tốt. Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ lấy xe để chở bà đi mua những thứ còn thiếu. Ok luôn. Ủa sao cửa khóa mà không vô được trời? Ủa gì vậy? Trời ơi, sáng sớm tự nhiên cắm cây nhang cắm cây là sao nữa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì đi thôi. Ê khoan 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 khoan. Chuyện gì nữa? Để đi lấy đồ shipper cái ổng kia. Dạ rồi em gửi. Dạ cảm ơn. Yeah, đi thôi. Ê khoan khoan khoan. Cái gì vậy bà nội? Chuyện gì nữa? Nay nhìn anh sao có vẻ u ám tâm linh thế ghê quá à. Mình mua đồ cho Gino mà. Mình phải tươi sáng, mình sáng sủa, mình sang chảnh lên. Many hours later. Hello, chị má. Ok la mọi người luôn nha. Thì bây giờ bà Gia và thầy Đất sẽ đi tới một cái siêu thị mà bán rất là nhiều đồ em bé và trẻ em, và mua đồ cho Gino ha. Mua cho tôi nữa. Anh sao bận vừa tào lao vừa thôi. Bây giờ mình đi. Đi lẹ đi vợ ơi. Trời đất ơi, cái gì mà dẫn trong lần vô rú mà thú mắc gì. Ôi, em không biết đó thôi. Ở trong khu rừng này hả, người ta bỏ rất là nhiều đồ luôn. Mình sẵn vô đây coi lỡ có cái gì cần cho Gino thì mình lụm về đỡ phải mua. Nhưng mà trong đây có gì đâu lụm. Trời ơi, coi nè. Thấy chưa, có cái túi người ta dục kìa. Mình đem cái này về mình làm cái túi ngủ cho em bé. Ôi ôi, có giấy nè. Thôi, cái quần này 10 năm nữa Gino bận cũng vừa đó. Lấy đi. Ê Bê, em đói không? Anh thấy có cơm nữa kìa. Sẵn chưa mình ăn luôn cơm nước đá đó. Sạp. Trời ơi, tôi là nhờ Gino là con trai cưng của tôi mà cho nó xài đồ cũ rồi phế thải. Bộ cái thói lụm rác cái quen hay gì? Quen nghề thôi mà, có gì đâu. Nhưng mà tôi bật mí cho bà biết, ở trong cái khu vườn này nha, rất là tâm linh luôn. Mắc gì tâm linh? Đây nè, bây giờ bà cứ từ từ đi theo tôi. Chẳng hạn như tôi vừa phát hiện ra một cái tổ chim. Đây chính là hai quả trứng của chim kền kền. Bây giờ tôi sẽ đem lại cho bà về ăn. Ôi, công nhận hả, trứng ở trong rừng tốt ghê luôn đó bé ơi. Nó còn nóng hổi luôn nè. Vậy là chứng tỏ con chim này nó mới đẻ ra đó. Nè, để anh lộn cho em ăn nha. Trứng là rất là tốt cho bà mẹ và đứa bé luôn đó. Bởi vì em phải gái mà hết cho trứng này nghe chưa. Ồ, trứng trắng nhách luôn nè. Ôi, thơm ghê luôn á. Ngon ha. Đúng rồi, cái này là con chim này nó hiếm lắm, ở trong rừng mới có. Trời ơi, anh lỗi ghê vậy anh. Nè, em ăn đi. Thôi anh ăn trước đi.
Sao em không ăn? Bộ em chê nó hả? Trứng này là trứng hoàn tự nhiên luôn đó, mà phải nhường cho phụ nữ mới được. Ăn đi. Ủa? Gì vậy? Ok la luôn nha, vậy thì bà V đã tới được cái tiệm siêu thị dành cho em bé rồi mọi người ơi. À thì hiện tại ngay nguyên một cái khu này là bán toàn tã trẻ em thôi, rất là cute luôn. À, anh đi lên đây lựa tã cho Gino nè. Ủa mà bà V ơi, không biết Gino trong bụng bà vậy đang giống bé này. Bé này hay là bé này? Tào lao không mà anh ơi, Gino của tôi là còn nhỏ giống vậy nè. À và đặc biệt là cái bịch tã này bà Dê thấy là dành cho em bé natural nha, mà là size newborn, là cái size dành cho em bé sơ sinh mọi người. Một bịch như thế này được 60 miếng lận nên túi định là sẽ lấy một bịch cốt lành từ thiên nhiên. Công nhận được ha. Tôi thấy chị Bi lựa cái loại tả này rất là được luôn đó nha. Tại vì nó 99.9% ngăn thấm ngược. Trời ơi, công nhận trong đây đã thiệt. Vừa mua tả còn vừa tặng kèm quà rất là nhiều luôn. Nói nè mọi người, đồ chơi nè, gấu bông nè. Ôi đất ơi, có quá trời máy nghe nhạc, máy tập tình tùm lum hết trơn. Ý, còn được tặng bình sữa nè, rồi hả, hộp bút, gấu bông, đồ chơi. Đặc biệt, có đồ chơi phát triển trí tuệ luôn nha. Ê bà Dê, có cần mua nón bảo hiểm cho Gino không? Không, Gino còn nhỏ, cái đầu có chút kiếu sao đợi. Ok, mua để dành. Đây sẽ là hình ảnh của Gino lúc 3 tuổi. Còn đây sẽ là hình ảnh Gino lúc 3 mấy tuổi. Làm sao vậy? Trời ơi, bà Dê đang có mặt trên cái quầy mà bán toàn đồ chơi của em bé không thôi. Rất là cute hột me luôn. À trời ơi, ở đây mọi người biết này là gì không? Gọi là thú bông ngậm nú. Tại vì đằng trước là nó có cái nú nè để cho em bé ngậm. Ủa sao nó không ăn mà nó ngậm vậy? Trời ơi, nghĩ sao miếng silicon sao nhỏ ăn? Nhỏ có găng đâu ăn. Nó ngậm chơi thôi anh ơi. Rồi, ở đây là có rất là nhiều hình bò sữa bé do. Trời ơi, này nhìn giống mon dễ sợ luôn. Có khi nào hả, mốt Gino ra ngậm con mon luôn á. Nè, con bò sữa nè, ẩm nè. Hả, mốt ẩm Gino trên tay nè, cái Gino ngậm nè. Trời, nhưng mà Gino bự hơn. Ê, rồi cái nó bị ọc sữa là mình dỗ sữa nó gì phải không? Đúng rồi, phải đặt lên cho không? Đặt lên ra nè, rồi dỗ lưng. Đúng rồi đó. Vỗ nhẹ thôi, lòng phổi nhỏ. Được làm cha thích quá. Để con được chích, nuôi con khéo, chăm con nhàn, chuyện luôn xanh. Mùa này về tối cho anh Đức đọc cho Gino nghe. Đây là những chiếc lục lạc bóp bóp nè mọi người. Cái này thì là từ 0 tháng có thể chơi được nha. Còn cái này là trên 18 tháng mới có thể chơi được nè. Cái này trên 3 tháng đều là những chiếc lục lạc luôn. Nhưng mà nó được phân chia ra hết trơn luôn. Ủa này là gì? À cái này để cho ổng cầm như nè. Cái ổng đẩy, ổng tập bò đi tới á kêu. Cái này cũng chuyện môn thú nha bé. Mà sao cầm vô nó nghe lột sột vậy ha. Đó, rất là nhiều câu chuyện và hình ảnh để cho mấy bé kích thích cái sự chú ý. Đó, đây gọi là đồ chơi học tập bằng vải. À, còn đây là những cái banh siêu mềm luôn để cho hả mấy ổng bả có thể là cắn ngậm quậy nè mọi người. À, còn này là gì đây? Con cá sấu nè. Đó, Gino của bà V hả sau này sẽ rất là khoái xe nha mấy keo. Mốt nữa ảnh lớn lên mình mua mấy chiếc xe này cho ảnh chơi. Chứ không phải anh thích chơi bướm bướm mà. Bướm bướm anh chơi đi. Hey, kệ ông Đức, bầu tiếp tục review thôi. Khu vực này là bán siêu nhiều xe đạp bập bênh đầy đủ hình dạng. Này là phải đợi Gino biết đi mới mua được nha mấy kèo. Bánh mì Wixi đồ ăn nhìn ngon dữ vậy trời mà không có ăn được. Quầy gấu bông cho bé đủ thứ màu mà đang giảm 50% nữa. Chẳng lẽ bà Dê hốt về hết ta? Mà không được, mấy con gấu này to quá. So với Gino thì chực noi nhỏ nằm nên tôi quyết định hỏng. Quầy xe trượt này đủ kiểu nhưng tôi chỉ phái khu vực này thôi. Đó là cầu tuột sân chơi cho em bé và đặc biệt là những chiếc xe đẩy siêu cute luôn. Màu xanh về yêu thích chắc là Gino cũng thích đây. Này là ghế dành cho những gia đình đi xe hơi á mọi người, gắn vào cho bé ngồi yên tâm tiện lợi lắm luôn. Đây bà Dê đang lựa xe đẩy cho Gino. Màu hồng này của con gái không được, xe này thì nhỏ quá. Ý chiếc này ngon nè, mái che to đầy đủ cứng cáp, mềm nhà phải kêu anh Đức vô mới được. Sao ông nhìn cái giá xong là ông chốt người ta, tôi thấy cũng ổn mà. Bước vào đây chỉ có mê chứ ê, kéo dài siêu nhiều đồ cu te hột me. Trời đất nghĩ sao kêu mua màu hồng cho Gino nữa, người ta là con trai mà sao cứ đòi màu hồng hoài vậy, phải mua màu xanh mới được chứ. Còn đây là thảm nhạc cho bé và đồ chơi dễ cưng siêu màu mè chi mén hột lụ liền ha. Ê, mua ba lô bỉm sữa đi anh, mua sương sương mỗi ngày hai cái cho nó xinh nhảnh.
Còn chiếc nôi này đang lắc lư theo bà Vê nè. Kế bên có cái gói xíu to chống chào ngược cho em bé. Mà cái này á thì bà Vê có mua cho Gino rồi. Mềm ơi là mềm, xịn sò lắm luôn. Mẹ bỉm á thì không thể thiếu một chiếc điệu em bé, dùng để ẩm điệu em bé khi ra ngoài cực tiện lợi nè. Ý mà quên, tôi đẻ rồi nên nhiệm vụ điệu Gino là của ai thì mọi người biết rồi đó. Còn khu này bán toàn máy móc, máy hút sữa, máy hâm sữa, tiệt trùng UV, hút bụi, xây bột, quá là đã. Bây giờ thì Vê sẽ tiếp tục lên tầng bán quần áo để lựa đồ cho Gino nha. Quá trời bộ đẹp mà cha nội đất cứ lựa màu hồng con gái là sao bé ơi. Cứu tôi, cứu tôi. Mấy cái quầy này á hả thì đồ cho mấy bé lớn từ 1 tới 3 tuổi hoặc 3 tới 6 tuổi thôi mà. Gino còn nhỏ nên chỉ bận đồ sơ sinh mini được thôi nha. Gió khăn nón bao tay bao chân có tí xíu dễ thương quá mọi người ơi. Lựa qua lựa lại, lựa tới lựa lui hồi nhớ ra Gino đâu có bự gì đâu nên mua chi sớm. Ôi trời ơi, quá trời mẫu cute hột me đủ thứ hình. Đi mới có tí xíu mà ngồi nghỉ mệt rồi, bà Vê phải lôi ông đi tiếp thôi để qua đây xem chuẩn ngủ cho Gino nè. Ý bộ con cún này xinh quá, có cái tôi tặng cái mắt kính nó chồng nên tôi đeo liền trong đất cho ngầu. Lần đầu làm ba mẹ mà nhoi như dòi quậy muốn banh cái tiệm người ta. Ý còn bình sữa đủ lại nè, mấy keo có cò rửa bình nó dễ xinh nữa, quá là tiền. Ok mọi người luôn nha, bây giờ chưa quá rồi bà Vê. Đói bụng Gino cũng đói nên mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó mình ăn, mình nghỉ ngơi xíu mình đi mua đồ tiếp. Ăn cơm gì nhà, ăn cơm đi. Trời đất ơi, nay là thế gian đâu nấu cơm đâu anh. Bây giờ mình phải đi kiếm gì ăn cho nó ngon. Ủa, Gino nó có ăn, ăn KFC được không? Ừ. Không anh ơi, nóng nó lắm. Ê khoan anh à, cho Gino ăn bún đậu mắm tôm được không? Ủa trời ơi. Sao được, ăn rồi thúi miệng nó xong. Cái con nhỏ mà, bún đậu cho bà ăn thì có. Trong bụng mà thúi miệng. Thôi, trời. Ăn cái khác đi. Ờ. À, khoan anh ơi, em biết cho Gino ăn gì rồi. Sao mà nát ngố quá vậy? Ăn gì ăn đại đi. Cảnh chán trượng. Hả? Dạo này không biết sao mọi người, mặc dù có em bé nhưng mà vẫn thèm bánh tráng nha. Chắc là Gino rất là khoái ăn bánh tráng trong bụng bà Vê. Rồi đây, bây giờ cô đang trộn bánh tráng rất là ngon luôn. Mình sẽ ăn chung với trứng gà nữa. Đó, trời ơi, hấp dẫn chưa mấy keo. Một bịch là siêu nhiều topping luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Vậy trộn nhanh mà làm gì ghê trời. Sao vậy? Hay vậy ha, để em tự chạy về luôn trời. A few minutes later. Ok la luôn mọi người. Sau một hồi chạy vòng vòng ngoài đường á thì bà Vê quyết định là sẽ tắt vào đây cái quán cơm A Tí mà cái chỗ thường xuyên Vê hay ăn trưa. À, ở đây á thì bán rất là nhiều món luôn. Đây chính là món heo chiên xù. Trời ơi, cái này là miếng sườn nha. Có nước sốt nữa anh. Trời, có sốt luôn hả? Đúng rồi, sốt chua ngọt, ngon lắm. Rồi, đây là cái phần của bà Vê nha. Tiếp theo món của anh ăn chính là lạp xưởng chiên trứng. Tưởng lạp xưởng nướng đá chứ. Trời ơi, lạp xưởng này ở đây là ngon và lạp xưởng là không có bỏ nhiều. Đúng rồi, thì còn này của anh cameraman à. Đó, một phần má đùi siêu to khổng lồ kèm thêm da gà nữa nghe. Ồ, cái này là gà chiên nước mắm phải không? À, cơm gà sới mỡ bà nội. Không thể thiếu đó là canh rong biển bà Vê phái ăn nhất. Và lúc nào mình vô ăn thì mình cũng sẽ được tặng kèm một cái phần rau salad trộn đó. Cái này là nhà trộn luôn nha keo. Ở đây còn có bán thêm nước mía để uống giải khát nữa, quá trời đã luôn. Đầy đủ luôn nè. Anh cameraman là đói bụng dữ lắm rồi anh. Bà thủ ngon ghê á. Ngọt ngọt mà nóng luôn nha. Cái vỏ thì nó giòn. Cái sốt của em là chua chua ngon ngon à. Chua chua ngọt ngọt. Thơm. Miếng trứng của anh. Con này nó đập thủ ngon thiệt. Dạ này bà bầu ăn nhiều lắm. Không sao, ăn nhiều tôi khoái thêm. Vậy hả? Em mập lên đó anh, em mập 11kg rồi đó. Thấy ghê không bé? Ủa trời ơi. Bà Vê lên 11kg không biết là mọi người có thấy bà Vê mập không? Comment phía dưới cho tôi biết nha. Yeah, trời đất ơi, trời ơi, muốn lòi đồ ra luôn bé ơi. Ok, thì hiện tại bà Vê vừa về tới nhà và đây là một cái bọc siêu to mà bà Vê đã mua nha mọi người. À, thì tại vì hả, ở trong cái cửa hàng này nó không có bán nhiều món hả mà Vê cần mua lắm nên tôi không có mua hết theo danh sách được. Nên Vê quyết định là sẽ order và chờ những cái món đó về khi nào mà đủ hết rồi đó. Cái mình sẽ quay riêng một clip inbox đồ cho Gino nha. À, bây giờ mình sẽ inbox trước là hôm nay mình mua được những gì ha. Đầu tiên bà Vê mua thêm một cái bịch khăn sữa baby beer cho bé đó. Trong đây là có tới 10 cái khăn sữa nha mọi người, 4 lớp để mình có thể là chùi sữa hay là nhiều khi bé uống sữa bị nhiễu ra thì mình chùi đó.
Tiếp theo đó, không thể nào thiếu một cái bộ sơ sinh à. Trời đất ơi, đây hai chiếc áo siêu cute hột me dễ thương chấn động. Nhiều người thắc mắc tại sao bà Dê không mua kèm quần cho bé, tại vì Gino sinh vào tháng 6 hơi nóng tí xíu, nên nhiều khi mình mua dư dư với cái áo này mình bận cái áo cho Gino thôi, còn ở dưới bận tả cho nó khỏe. Món tiếp theo sẽ là gì đây ta? Trời đất ơi, gì vậy? Từ điển bằng bằng mình. Cái này giống thầy Đức mua quá mấy keo. Trời ơi là trời, cái gì mà cá chuồng, cá vẩu, cá ngựa, quá trời cá lô, cá voi trắng. Cái này là thầy Đức mua chắc rồi đó. Tại vì chứ Gino chưa có biết đọc chữ, nhưng mà Gino biết nhìn hình nha. Nhiều khi nhìn mấy con cá này cảnh phái phái. Món cuối cùng rất là đặc biệt luôn, đó là bộ gối chặt đó. Bình thường thì bà Dê là có một cái bộ gối chặn hình gấu rồi, nhưng mà Dê sợ nhiều khi em bé ọc sữa ra rồi hai em bé làm dơ cái bộ gối thì mình sẽ thay bộ khác cho em. Ôi sao bộ gối chặn hình bút chì vậy? À tôi biết rồi. Đây, nè mọi người coi nè, đây là hai cái bút chì siêu to khổng lồ chặn của ba đứa bé. Tối nào ông ngủ ông cũng chặn hai bên ổng hết trơn. Bởi vậy giờ phải mua thêm hai cái bút chì mini cho Gino để con chặn ngang luôn. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Mà nhìn cũng cưng đó mọi người. Hai, hôm nay thì V cũng xin có clip 24 giờ mua đồ cho Gino tại đây. Nếu mọi người có thích clip này thì đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh của tôi nha. Sắp tới thì V cũng sẽ về rất nhiều món đồ cho Gino nữa, tại vì phải order về đó mọi người. Nên V sẽ dành ra một clip liên đến inbox và khui. Nên mọi người nhớ chờ đón clip đó. Bạn nào chờ đón thì comment phía dưới cho V biết không. Còn bây giờ thì bye bye.